kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này cách đây 78 năm, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 24 năm sau, ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1969 cũng là ngày Bác ra đi. Nhưng những giá trị trường tồn của người để lại, đặc biệt là các nội dung của bản di chúc của Bác vẫn còn nguyên giá trị được toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện và đã đạt được những thắng lợi to lớn. Trong đó có tinh thần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống của nhân dân. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Giáo sư Lê Thi, người phụ nữ quê xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, vinh dự kéo cờ trong ngày Tết độc lập. Chuyện về con đường theo dấu chân Bác tại xã Lạc Đảo, huyện Văn Lâm. Hoạt động chào mừng ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 tại thành phố Hưng Yên và khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang. Ý kiến của các chuyên gia định hướng quy hoạch phát triển tỉnh Hưng Yên. Tình trạng uống rượu bia, lái xe trong các ngày nghỉ lễ đã giảm. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 78 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở thời khắc lịch sử vĩ đại ấy, tỉnh Hưng Yên vinh dự có hai người được giao nhiệm vụ đặc biệt. Đó là giáo sư Lê Thi, người kéo cờ Tổ quốc, và giáo sư kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, thiết kế lễ đài độc lập. Cả hai vị giáo sư đến nay đều đã về với tiên tổ, song dấu ấn họ để lại đã góp phần không nhỏ tạo nên trang sử vàng cho đất nước, là niềm vinh dự tự hào của người dân Hưng Yên và sẽ còn mãi trong ký ức của những người ở lại. 3 năm trước, vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, giáo sư Lê Thi Từ Trần, hưởng thọ 95 tuổi, bà ra đi chỉ sớm vài ngày trước lễ kỷ niệm Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Như vậy, trong ngôi nhà trên phố Ngô Quyền, Hà Nội, nơi bà từng sinh sống, toàn bộ những tập sách, ảnh và kỷ vật một thời tuổi trẻ của bà với đồng đội vẫn được hai người con giữ gìn nguyên vẹn. Trong những buổi họp gia đình, có chúng tôi hay là có con, có cháu, thì bà thường xuyên hay nhắc về cái câu chuyện này. Cũng là một ngày trọng đại trong lịch sử, thì chúng tôi cũng rất là tự hào. Giáo sư Lê Thi, tên thật là Dương Thị Thoa, là con gái thứ tư của giáo sư nhà giáo liệt sĩ Dương Quảng Hàm, quê ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, bà vinh dự được chọn là một trong hai phụ nữ lên kéo cờ Tổ quốc. Khoảnh khắc được đưa lá cờ đỏ sao vàng lên cao, tung bay trong Tết độc lập đầu tiên của dân tộc là niềm tự hào suốt cuộc đời của giáo sư Lê Thi. Theo lời kể của chị tôi, là lúc bây giờ hăng hái cái mức độ, tức là chuyên môn là được chỉ huy. Cho nên là cái lúc mà đến cái chỗ meeting ấy, thì khi ở bên trên người ta bảo Hà Nội cứ cử một cô gái lên để kéo cờ, là bà có một cái dịp được cùng với bà Đàm Thị Loan, hai người kéo cái lá cờ Tổ quốc. Mặc dù rất là xúc động và cũng lo lắng là mình có đảm bảo cái nhiệm vụ là được giao cho không, nhưng cuối cùng thì mẹ tôi cũng thở phào là đã kéo được cờ lên thành công. Và cái đấy là một cái niềm tự hào mà lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí của mẹ tôi. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử ấy, bà Lê Thi dành tất cả thời gian và sức lực cho cách mạng, vận động những gia đình giàu có quyên góp gạo, muối, mang đi cứu đói cho người nghèo. Bà dạy học ở những lớp bình dân học vụ, rồi thoát ly gia đình gia nhập Trung đoàn Thủ đô, cùng thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Khi trở lại con đường học vấn như mong muốn của cha mình là giáo sư Dương Quảng Hàm, bà cũng trở thành học viên xuất sắc của lớp lý luận cao cấp đầu tiên của trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bà được phong giáo sư triết học, sau đó làm Viện trưởng Viện Triết học Việt Nam. Lịch sử đã chọn bà Lê Thi nhận vinh dự lớn trong ngày độc lập mùng 2 tháng 9. Mọi sự có lẽ không phải là tình cờ, bởi trước khoảnh khắc lịch sử đó, bà đã tham gia hoạt động cách mạng dưới ánh sáng của lá cờ đỏ sao vàng và là con của giáo sư Dương Quảng Hàm, một trí thức lớn. Suốt cả cuộc đời hoạt động cống hiến sau này, giáo sư Lê Thi luôn nỗ lực xứng đáng với sự lựa chọn đó. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1946 đến năm 1966, người đã 10 lần về thăm Hưng Yên, trong đó huyện Văn Lâm vinh dự đón Bác 2 lần. Những nơi lưu giữ dấu chân Bác này đã trở thành những địa chỉ thấm sâu vào tiềm thức của bao thế hệ người dân nơi đây. Ngày 16 tháng 10 năm 1958, Bác về thăm công trường đào sâu mở rộng sông Động, đoạn Như Quỳnh, đoạn Khê thuộc công trình tại Thủy Nông, Bắc Hưng Hải. Tại Cầu Đậu thuộc xã Trung Kiên, nay là xã Lạc Đảo, người gặp gỡ nói chuyện với đông đảo cán bộ, dân công của các huyện Thuận Thành, Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh và Văn Lâm, tiền lữ ân thi phù cử, thị xã Hưng Yên. Con đường DH19 này vốn là bờ kênh thủy lợi. Cách đây 65 năm, Bác đã đi bộ từ tỉnh Bắc Ninh về thăm xã Lạc Đảo. Từ đó, con đường được người dân tỏ lòng thành kính biết ơn và đặt tên là đường theo chân Bác. Năm 1958 là Bác Hồ về thăm công trường dân công Bắc Hưng Hải, thì đi từ trên sông Liễu đi qua con đường này. Con đường men nó không có to tát gì đâu, nó gọi là con đường bờ sông thôi. Đấy, đi xuống đến chỗ gần Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đảo thì Cầu Đậu thì là Bác đứng, Bác nói chuyện với dân công của Bắc Hưng Hải đang làm ở thời kỳ ở đấy. Tên con đường theo chân Bác là cái tên là người dân của xã Lạc Đảo nói chung và nói riêng, và kể cả trên Thuận Thành, ngưỡng mộ Bác Hồ đặt tên con đường theo chân Bác. Tuy con đường rất nhỏ nhưng nó gợi nhớ đến mỗi bước chân của người khi về thăm Hưng Yên, động viên người dân thi đua làm thủy lợi, lao động sản xuất. Giờ đây, tuyến đường theo chân Bác là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực giao thương với huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Khi nhắc đến con đường này, mỗi người dân xã Lạc Đảo đều luôn trân trọng, tự hào, khắc ghi những lời Bác dạy để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Con đường này của chúng tôi là chạy từ Cầu Đậu của xã Lạc Đảo đi lên đến Thuận Thành của Bắc Ninh là vào khoảng 3 km. Đường của Thuận Thành Bắc Ninh thì người ta đã làm cách đây là cũng nhiều năm rồi, là rất là đẹp, rất mong mỏi là các cấp cố gắng làm sao là xây dựng con đường này cho nó thông và nó đẹp, khang trang hơn. Cùng với tượng đài lưu niệm nơi Bác Hồ về thăm, cây đa người trồng bên Cầu Đậu, tuyến đường theo chân Bác đã trở thành địa điểm để cán bộ, đảng viên và nhân dân đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mỗi dịp lễ Tết. Nơi đây cũng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp các đường phố ở thành phố Hưng Yên, cờ Tổ quốc, hoa tươi, pano, biểu ngữ trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong tiết trời dịu mát của mùa thu, tâm thế mừng đón Tết độc lập của người dân thêm rộn ràng khi được hòa mình tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn. Đầu giờ sáng, hàng nghìn người dân đã có mặt ở Hồ Bán Nguyệt để tham gia vào cổ vũ giải đua thuyền trải. 13 đội thuyền nam nữ với gần 200 vận động viên khỏe mạnh, dẻo dai, chia thành các cặp đấu loại trực tiếp trong tiếng chống thúc, tiếng hò reo cổ vũ cùng người dân và du khách trên bờ. Đây là hội thi truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa của cư dân nền văn minh lúa nước sông Hồng xưa kia, được người dân thành phố Hưng Yên gìn giữ, phát triển đến ngày nay. Nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, người người an cư lạc nghiệp. Năm nay là cuộc năm xuôi, chúng tôi cũng hạ quyết tâm là mức cao nhất. Tinh thần của các vận động viên thì nói chung là tinh thần hết mình luôn, vì màu cờ sắc áo, rất nhiệt tình, tập luyện được 3-4 ngày hôm nay rồi. Em đến từ Hà Nội và Em về đây để em thăm ông bà và em đến đây để cổ vũ cho giải đua thuyền ở đây, bởi vì em thấy ở đây không khí rất là đông vui và nhộn nhịp bạn. Tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, những ngày này, trung bình mỗi ngày, bảo tàng đón trên dưới 500 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Từ bậc cao niên đến những người trẻ, niềm tự hào hân hoan về mốc son lịch sử ngày 2 tháng 9 càng thêm đậm nét khi tìm hiểu ý nghĩa các hiện vật trưng bày nơi đây. 78 năm ngày thành lập nước và hôm nay cũng là ngày mất của Bác. Thế cho nên hôm nay là tôi đưa cả vợ con lên đây. Qua đây thì cũng biết được cái truyền thống của tỉnh nhà. Chỉ nhìn cái cuộc sống năm 45 và đến bây giờ thì ta thấy xã hội bây giờ của đất nước Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng thì có sự tiến bộ vượt bậc. Em thấy rất là vui, tự hào về dân tộc Việt Nam, tự hào về Bác Hồ. Một số địa phương ở thành phố Hưng Yên còn tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao gắn với phong tục bản sắc riêng. Không chỉ giúp người dân rèn luyện sức khỏe mà đây còn là dịp để gắn kết cộng đồng, tạo khí thế phấn khởi, cùng nhau thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ của địa phương. Chúng tôi tổ chức được thế này là được cái sự hưởng ứng bà con nên toàn thể trong làng ngoài xã rất là đông vui và rất là phấn khởi, nhất là các bạn trẻ. Hôm nay là ngày Quốc khánh của nước Việt Nam, thế nên là tất cả tụ tập rất là đông vui. 78 mùa Tết độc lập là 78 năm các thế hệ người dân Việt Nam mở hội mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Tất cả người lên niềm vui, niềm rạng rỡ, tự hào về những thành tựu mới, dấu ấn mới, đổi thay mới trên mảnh đất quê hương mình. Cùng với cư dân trong khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang thì đông đảo du khách đến từ các tỉnh thành trong cả nước cũng đã có mặt tại khu đô thị nhân dịp nghỉ dài ngày, vừa để tham quan du lịch và thưởng thức chương trình ca nhạc, ẩm thực đặc sắc tại đây. Ecopark là điểm đến với sự lựa chọn của các cặp gia đình trẻ với niềm vui, sự háo hức bởi phong cảnh và không khí trong lành tại đây. Ta đi từ Đông Hoa vẫn hết đôi đôi. Cảm thấy rất là tuyệt vời và đây cũng là một chỗ lý tưởng để em thường xuyên lui tới. Đặc biệt hơn ấy thì là khi em về đây ấy, em được hưởng thụ cái không khí rất là trong lành. Tại phiên chợ quê, nhiều đặc sản từ các vùng miền trong toàn quốc đã được bày bán và giới thiệu sản phẩm tại đây, đồng thời được ghi nhận là tiêu thụ khá chạy, điển hình như nhãn Hưng Yên, nem Thanh Hóa. Hôm nay nhân dịp ngày Quốc khánh của đất nước thì những cái không gian mà có đủ nét truyền thống như này nó rất là tốt với sự phát triển và mình cũng thể thấy là rất nhiều sản phẩm của địa phương của tỉnh Hưng Yên và một vài địa phương khác cũng được cơ hội để trưng bày và đến với các du khách ở đây. Em cũng rất vui khi mà được đưa gia đình vợ con thường xuyên đến đây để vui chơi. Thì em thấy được rằng là ở chợ quê ở đây thì là thường có những cái mặt hàng, những thực phẩm mà ví dụ như là cái gian hàng này là ví dụ như nem chua hay là mật ong mà kết hợp với cả nghệ, tức là những cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe và làm từ các cái nguyên liệu của Việt Nam mình. Đấy thì là để tốt cho sức khỏe và cũng như là để duy trì các cái văn hóa vùng miền ở đây. Bà Bùi Thu Minh, cư dân khu phố Đồi Cọ, khu đô thị Ecopark cho biết, kể từ khi ban tổ chức chợ mở phiên chợ chào thu, trong 2 ngày qua, ngày nào cũng cùng những người bạn ra thưởng thức âm nhạc và mua sắm hàng hóa nông sản tại hội chợ. Đặc biệt hơn nữa là với tâm thế phấn khởi bởi mảnh đất thân yêu này, bà Minh đã sáng tác ca khúc Ecopark thành phố tình yêu xanh. Do một cái cảm xúc từ đáy lòng mà mình thì lại thích hát, nên khi mà tôi viết bài hát này thì có một anh nhạc sĩ Nguyễn Đức Thực, anh bảo em viết hay đấy, để anh chuyển thành bài hát. Được biết, hội chợ sẽ diễn ra trong 3 ngày, kể từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9, với trên 100 gian hàng nông sản bản địa là những đặc sản vùng miền của cả nước với sự đa dạng độc đáo từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức vào sáng ngày 31 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội. Tại phiên họp, các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều ý kiến phản biện, đồng thời phân tích, tư vấn, gợi mở một số vấn đề giúp Hưng Yên xác định rõ những điểm nghẽn trong phát triển và có giải pháp định hướng cụ thể để có thể tạo ra sự đột phá. Trong đó, các ý kiến đều thống nhất cần phải xác định rõ hơn nữa vị trí, vai trò chiến lược của Hưng Yên đối với vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và cần tận dụng tốt hơn nữa lợi thế là cửa ngõ, vành đai của thủ đô Hà Nội. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến tại phiên họp. Muốn giải quyết một cái quy hoạch phải tìm điểm nghẽn. Cái điểm quan trọng nhất của các đồng chí là bên gần cái thủ đô, không phát huy được vị trí lợi thế của nó. Mà cái này trong địa kinh tế rất quan trọng. Thương mại Anh phát triển bão hòa rồi mà dư sức phát triển, rất tiềm năng phát triển thì cần phải tràn ra. Thì cái này là cái điểm nghẽn số 1 mà các đồng chí chưa phát huy được về vấn đề vị trí địa kinh tế ở đây. Hưng Yên có một cái vị trí rất đặc biệt là nằm trên hai cái hành lang kinh tế rất quan trọng là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng. Và Hưng Yên lại vừa có đường bộ, vừa có đường sắt theo hai cái hành lang này. Thế mà các anh thì cũng xác định được là Hưng Yên là cửa ngõ của cái vùng thủ đô mà ra cái duyên hải vùng Nam Sông Hồng này. Thế thì liệu là có đặt vấn đề được là Hưng Yên sẽ trở thành một cái trung tâm logistics của vùng để mà luân chuyển hàng hóa từ cái vùng phía Bắc ở phía trên và xuống vùng Nam Sông Hồng hay không? Nằm cạnh thủ đô thì hai cái khía cạnh này thì cần được đẩy mạnh bởi vì nó có bài học rồi. Tức là cái bất động sản đô thị và cái chia sẻ cái gánh nặng về các dịch vụ giáo dục, đào tạo và y tế. Nó đã có những cái bài học rất thành công. Ví dụ như bất động sản đô thị thì có cái Ecopark. Thế rồi cái trường đại học Việt-Nhật mới thành lập ở Hưng Yên đấy. Thì tôi nghĩ là những cái này nó phải khai thác sâu hơn. Và cái này nó có điều kiện là làm hơn được các tỉnh khác. Và khai thác thì nó sẽ hiệu quả hơn. Trong quan điểm thì các ông chỉ nêu rất là toàn diện. Phát triển nhân này, phát triển bền vững này, phát triển bao trùm. Như vậy thì vấn đề động lực, vấn đề chọn mũi nhọn động lực ở đây là cái gì thì trong quy hoạch cần phải xử lý. Về khâu đột phá, nói chung là nêu là thứ nhất là cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, hai là hạ tầng, ba là nguồn nhân lực. Thì tôi thấy là có lẽ tư vấn tìm hiểu xem là mình ngoài cái chung đó ra ấy, thì tỉnh Hồng có mình có gì nó khác biệt không? Mình đánh vào đấy là mũi nhọn vào đấy thì mình tính. Tôi là ví dụ như là mình có thể là mình lấy cái phát triển đô thị làm đột phá. Phát triển đô thị với phong thái sân sinh thái rồi phong cách sống hiện đại, cái hành lang văn hóa lịch sử bên sông Hồng thì cũng xem Hà Nội có kết hợp không hay là ta chỉ làm bên này thôi bên kia không làm. Tỉnh Hưng Yên là một trong những tỉnh phải nói là có sức hút về đô thị hóa và loại số 1, số 2 của đồng bằng sông Hồng chỉ có sau thủ đô Hà Nội thôi. Và trong cái chuyển đổi sử dụng đất thì có lẽ là cái chuyển đổi hiệu quả nhất, giá trị nhất vẫn là chuyển đổi cho đô thị hóa. Trong thời gian vừa qua là chuyển đổi cho đô thị hóa thôi. Nếu muốn chuyển đổi cái gì có giá trị nhất từ đất sang thì chuyển đổi cho đô thị hóa là có giá trị nhất. Thì chúng ta cần phải làm rõ cái này để chúng ta quản lý tốt hơn và để chúng ta xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai cho nó tốt hơn, minh bạch hơn. Hưng Yên thì tôi đề nghị là trong nông nghiệp thì nên chú trọng đến phát triển nông nghiệp đô thị. Vì cái này nó là một cái nhu cầu tất yếu trong cái giai đoạn tới phải có. Bây giờ hoa thành phố dọc cái đường các thành phố nó là cái gì? Cây cảnh ở trong chung cư, cây cảnh ở trong đường, cây ở trong đường phố nó là cái gì? Hà Nội cũng đã phê duyệt và công bố cái quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hồng. Vậy cái nối tiếp của hai bên bờ sông Hồng xuống nối tiếp đến là Hưng Yên. Vậy quy hoạch đấy chúng ta cũng nên cân nhắc kế thừa để tạo nên một cái hành lang xanh của cái trục sông Hồng. Nó không chỉ mỗi cho thủ đô Hà Nội mà nó là vùng Hà Nội, vùng thủ đô. Và hiện nay đứng ở trên quan điểm bảo vệ môi trường chúng tôi đang làm. Không gian xanh hiện nay không thể định nghĩa chỉ duy nhất mỗi là cây xanh không. Mà không gian xanh nó sẽ bao gồm cả mặt nước, cả những thủy vực có chức năng sinh thái, có chức năng để cân bằng cái môi trường của chúng ta và đặc biệt cái điều hòa khí hậu trong bối cảnh tác động biến đổi khí hậu như thế này. Vâng, thưa quý vị, đây là những ý kiến rất quan trọng và có giá trị để tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, đáp ứng những yêu cầu mà thực tiễn trước mắt đặt ra, cũng như những vấn đề có tính dài hạn để Hưng Yên phát triển trong tương lai. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, đây cũng là dịp để người dân họp mặt bạn bè cũng như tổ chức liên hoan gia đình. Ý thức của nhiều người dân khi tham gia giao thông cũng đã dần hình thành thói quen về văn hóa giao thông, đã uống rượu bia là không lái xe. Ông Mạnh ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên rất vui trong không khí nghỉ lễ ngày độc lập của đất nước và tụ họp quây quần gia đình dịp này. Ông và anh em chỉ dùng một vài ly bia khi gặp mặt, đồng thời nhắc nhở mọi người đã uống chất có cồn thì dù ít cũng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngày nghỉ có những lúc anh em bạn bè mình cũng không thể nào mình tránh được, nhưng mà mình dùng mức độ vừa phải thôi. Cái thứ nhất là hại sức khỏe, cái thứ hai là mình có việc gì đột xuất để mình phải đi thì nó rất là khó. Tại thành phố Hưng Yên, một số nhà hàng đã chủ động nhiều biện pháp khi thực khách sử dụng rượu bia tại quán. Gọi taxi cho khách hoặc là gia đình cũng có xe để đưa đón khách. Theo tôi thấy thì hiện nay là ý thức của người dân cao hơn, bởi vì là cái mức phạt khi mà uống rượu bia thì cũng rất là cao, nên là mọi người khi tham gia giao thông đều chủ động trong vấn đề đi lại. Trong cái dịp lễ này thì phương tiện lưu thông nó đông, sử dụng rượu bia thực sự là không an toàn cho mọi người, cho cả bản thân mình. Ghi nhận từ 10 giờ đến 11 giờ 30 trưa ngày 2 tháng 9 trên quốc lộ 39 thuộc địa phận huyện Kim Động, khi đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện trực chốt kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, khoảng 30 người dân tham gia giao thông thì không phát hiện trường hợp nào vi phạm về nồng độ cồn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lập biên bản xử phạt hơn 13 tỷ đồng về hành vi vi phạm đối với người tham gia giao thông, sử dụng chất có cồn. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tăng cường kiểm tra trong dịp kỷ lễ mùng 2 tháng 9. Tôi thì cũng là người hay sử dụng rượu bia, nhưng mà khi đã sử dụng rượu bia rồi thì tốt nhất là đi bằng cái phương tiện nào đấy mà mình không tự lái. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ trên các cái tuyến địa bàn, hình thành được cái thói quen đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, từ đó hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe, nâng cao ý thức hành động của người tham gia giao thông, hạn chế va chạm và tai nạn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông không chỉ trong những dịp nghỉ lễ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.